dưới quê lên à? Vâng ạ. Em ở quê lên, em lên đây em làm việc ạ. Quê lên à? Đi theo anh. Này là của anh hết. Đất nhà anh rộng đi. Chuyện nhỏ. Mày cứ đến chỗ kia mà mày làm. Vâng, ok. Thế ông anh này bảo mình làm không thấy đâu rồi. Rồi đảo mình không thấy công ty nào đâu mà chỗ làm luôn, có mấy ruộng ừ. Mặt dậy thật đấy. À con chó lợn này nó định cho mình đi mất cứt à, đấy cứt bên trong nhỉ. Ui hiểu cái gì. Làm thì bố mày. Mày đang định làm gì bố mày? Mày lừa đảo bố mày à? Mặt nhìn như tướng cướp ấy. Mày chết cha mày rồi.